Đây là vỏ nhẫn vàng nguyên khối AU750 đính kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn, chế tác theo yêu cầu từ ý tưởng của khách hàng với Kỳ Lân để tạo ra một sản phẩm vỏ nhẫn đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu. Đưa vào vỏ nhẫn này đó chính là hai logo thương hiệu đình đám nổi tiếng bậc nhất trên thế giới về những đồ xa xỉ, đó chính là Rolex và Vertu. Hai bên hông của vỏ nhẫn này, mỗi bên sẽ có 3 biểu tượng logo của Vertu. Trên mặt chính diện mặt chủ này sẽ có một vòng tròn được Kỳ Lân chế tác dựa trên ý tưởng từ vành bezel của đồng hồ Rolex. Vành khía chảy tia ánh bóng vàng hồng hội ngoại này kết hợp với công nghệ máy móc chuyên nghiệp hiện đại để làm sản phẩm cao cấp trang sức thì tạo ra được một cái vành như là vành bezel trên đồng hồ Rolex chiếu lấp lánh như vậy. Cái vành tròn ngoài chảy tia này thì có một vòng tròn bên trong là vành tròn kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn từng viên một để kết hợp với độ ánh bóng sáng hồng của vàng hồng này tạo nên sự lấp lánh tuyệt vời hơn. Vỏ nhẫn này Kỳ Lân đang làm là cho viên kim cương 9.5 ly. Chuẩn bị Kỳ Lân sẽ đưa viên kim cương 9.5 ly này vào vỏ nhẫn Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.